Đối với Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay đang là lúc tối của ngày 26 tháng 2 năm 2017. Thì chúng tôi gần đây là cũng mới mang mấy bộ trường khỉ ở trong kho này ra làm và ngay lập tức đã có khách về lấy rồi. Và bây giờ thì sau khi hàng đi chúng tôi lại tiếp tục vào trong kho để mang hàng ra, và đang trong khi khênh các cái trường khỉ thì ở những cái ghế dài là chúng tôi toàn là dựng đứng lên cho nên là thấy mọi cái là bình thường. Nhưng mà đến những cái bàn là chúng tôi để nằm và nằm chồng với nhau như thế này. Hai chiếc bàn là nằm chồng nhau và kê cái thanh ở giữa để cho nó không khí nó đi qua cho nó được khô. Hàng này khô kiệt rồi và để ở đây đã được gần một năm. Và những cái mặt bàn thì lúc này phát hiện ra là chuột nó đã ỉa đái gọi là vô tội vào đây. Và qua đó thì mới nhìn thấy những cái sản phẩm khác bên cạnh là cũng cùng chung cái số phận, là cũng mốc meo cả lên rồi, tức là cái phần mộc đã để khô kiệt xác xơ đây rồi. Và chính những cái hàng như vậy ấy, thì là trông thoáng qua về hình thức thì trông rất là chối, nhưng thực chất như vậy là hàng đã khô kiệt và đủ cái điều kiện để bảo hành trọn đời cho quý khách, bởi vì nó đã khô xác xơ ở đây là trong kho và trên là mái tôn. Bản thân mùa hè và suốt qua những mùa đông vừa rồi nó khô kiệt, và đến lúc này thì là chúng tôi lại mang hàng, các cái hàng khô nhất này ra. Đây lộc bình thì vẫn còn mấy chục đôi vẫn để la liệt trong này và cũng ở cái tình trạng là mốc meo giống như là cái trường kỳ. Đây, chính những cái bộ mun mà để trong này á, là những cái bộ mun thì trong này nó cũng tương tự như vậy, khô kiệt thì rất là tốt. Thì ngoài ra vẫn còn những cái hàng khác đang để la liệt trong này đây. Và nếu như đợt tới chúng tôi xong cái mẻ hàng mới thì chúng tôi lại xếp vào kho, và cứ tuần tự là cái gì làm trước thì sẽ để lưu kho và sẽ chúng tôi phải đánh số dưới gầm, và cái nào mà làm xong mộc trước thì sẽ đánh trước. Đây như những cái lộc bình bên này là sẽ làm trước, còn mấy cái lộc bình sáng màu hơn đằng kia là mang vào kho sau sẽ được làm sau. Còn hiện nay là mấy cái ghế dài là chúng tôi đã mang ra ngoài ô tô tải rồi. Em mang cái biển đây này. Đây đây. Chỉ quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo số 0984666999. Đây là cái biển hiệu để đây để thỉnh thoảng qua lại để nhìn. Tôi đã đưa lên ô tô, đưa ô tô tải để chở từ trong kho này ra ngoài xưởng, ở ngoài khu vực xưởng chính. Và đi ra ngoài đường thì thấy một dãy đèn lồng sáng trưng, đã sắp đến những ngày hội làng nghề của thôn Đại Nghiệp chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch, và hôm nay là mùng 1 rồi, tức là 3 ngày nữa. Nếu hiện cảm ơn quý vị và báo cáo quý vị là đây còn có cái bộ ghế trường kỳ đang dựng đây, của tôi đánh số 516 đây, tức là tháng 5 năm 16. Thì bộ này cũng sẽ được chuẩn bị mang ra để đánh. Còn những cái mẻ hoàn thành năm 2017 thì sẽ được đánh sau. Xin chào quý vị.